đi buồn á, đi buồn khi không thấy dâu của bố á hả? Sao? Ừ, ngồi dậy không thấy dâu đâu nên buồn á. Chào Bi. Chào. Chào vậy. Chào. Chào. Sao? Sao? Hả? Sao vậy? Sao? Sao? Đi buồn á? Đi buồn khi không thấy dâu của bố á? Hả? Sao? Ngồi dậy không thấy dâu đâu nên buồn á? Không có dâu để nghịch á? Đấy không có nữa đúng không? Không có dâu đây là gì? À, bây giờ đây nào. Dâu để đấy nghịch à? Hả? Sao vậy? Hả? Buồn à? Tội nghiệp thế nhá. Ba biết rồi. Ba đi cạo râu này, cắt tóc mới này, râu mới này, nhá. Đấy, thấy chưa? Cái gì đâu mà buồn. Hôm sau này lên tóc mới mà. Thấy chưa? Nha, bạn nha. Đừng lo lắng nhá, đừng buồn nhá. Sao? Hả? Không được lo lắng, không buồn đấy nhá. Đây này. Ba ôm tí, ba ôm tí này. Biết rồi, thương. Đừng buồn nhá, đừng khóc nhá. Ngoan đấy nhỉ. Ngoan á, để ba dậy nấu ăn cho ăn nhá, ăn lấy cái gì ăn sáng nhá. Để ba kiếm cái gì ăn sáng nha. Đừng khóc á, đừng khóc. Rồi. Ok. Rồi, ba lấy đồ ăn sáng nhá. Ngồi đây, sao đó, đi ba lấy. Đây. Đó. Ok, đây, còn đi đây. Ngồi đây là bà bóng này, ngồi xuống. Ngon không? Nghe tiếng nhá. Bắt cắn nhá. Đi ăn đây đi. Ăn đây táo đấy. Nào, quả găm rồi hôm nay nữa. Đấy, nó ta đó, ta đó. Rồi đấy. Nên à, đấy nha. Hả? Mình bé. Nó ngon lắm.